Liên quan đến vụ kết án oan của hai vợ chồng ở Đắk Nông đang được dư luận quan tâm thời gian gần đây. Sau khi đơn yêu cầu bồi thường không được phê duyệt, cả hai lại một lần nữa khởi kiện, tiếp tục đòi bồi thường hơn 28 tỷ đồng. Theo đó, ngày 8 tháng 12, ông Nguyễn Văn Võ, chú tại xã Đắk Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức bồi thường thiệt hại do oan sai theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Theo nội dung vụ kiện, nguyên nhân xuất phát từ năm 2008, khi vợ chồng ông Võ Bà Thường có chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hai người dân ở xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức là 400 m2 với giá 100 triệu đồng. 8 năm sau, tức vào năm 2016, hai người này yêu cầu vợ chồng ông Võ đến Ủy ban Nhân dân xã để làm thủ tục sang tên diện tích đất trên cho ông Nguyễn Văn C. Vì hai người này trước đó đã chuyển nhượng diện tích đất này lại cho ông C. Thời điểm đó, vì không giao dịch với ông c nên vợ chồng ông võ từ chối ký họ cho rằng không biết ông c và không đến ủy ban nhân dân xã làm thủ tục do đó hai người này đã làm đơn khởi kiện bằng một vụ án dân sự tại tòa án nhân dân huyện tuy đức khi hai người phụ nữ khởi kiện thì ông phạm văn quân lúc đó là thẩm phán tòa án nhân dân huyện tuy đức đã cho rằng vợ chồng ông võ có dấu hiệu phạm tội nên ký quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự chuyển hồ sơ sang công an điều tra Đến ngày 11 tháng 4 năm 2018, Công an huyện Tuy Đức đã khởi tố vợ chồng ông Võ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ông Võ bị bắt tạm giam 7 tháng, bà Thưởng bị lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 7 tháng. 6 tháng sau, ông Võ bị Tòa án Nhân dân tuyên phạt 2 năm tù. Bà Thưởng bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Sau phiên tòa sơ thẩm, hai vợ chồng ông kháng cáo kêu oan. Sau vậy, ngày 4 tháng 1 năm 2019, tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Sau khi tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Tuy Đức không tìm ra chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, vợ chồng ông Võ được xác định oan sai. Do hết thời gian điều tra nhưng không chứng minh được hành vi phạm tội, đến ngày 21 tháng 9 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ban hành các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Võ và bà Thưởng. Trước bản án oan sai, vào tháng 6 năm 2020, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi xin lỗi công khai vợ chồng ông Võ theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Tại đây, ông Nguyễn Văn Hồng, tranh án Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức đã thay mặt cơ quan tiến hành tố tụng Tòa án huyện Tuy Đức, công khai xin lỗi và cải chính công khai phục hồi danh dự cho ông Võ bà Thường, cũng như gia đình của ông bà. Cụ thể, trong quá trình tiến hành tố tụng, đơn vị nhận thấy việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy đức đã khởi tố và bắt tạm giam ông võ còn viện kiểm sát nhân dân huyện tuy đức là tòa án đã đưa ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là oan sai cho ông võ và bà thưởng vì vậy ông nguyễn văn hồng đại diện cho tòa án huyện tuy đức cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng trong huyện đã chân thành xin lỗi hai vợ chồng ông bà cùng với gia đình về những thiệt hại mà đơn vị đã gây ra suốt trong quá trình giải quyết vụ án đồng thời mong ông bà và gia đình chấp nhận lời xin lỗi. Dẫu vậy, trước bản án oan mà mình phải nhận, ngày 6 tháng 6, vợ chồng ông Võ có văn bản yêu cầu bồi thường theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước với tổng số tiền gần 31 tỷ đồng. Tuy nhiên, yêu cầu này không được chấp nhận. Cụ thể, ngày 28 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Tùy Đức có báo cáo cho thấy không chấp nhận định giá tài sản và bồi thường theo yêu cầu của ông Võ. Theo đó, Tòa án Nhân dân huyện Tùy Đức đề xuất chỉ chấp nhận bồi thường cho vợ chồng ông Võ tiền thuê người làm thay trong thời gian bị tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú là 63 triệu đồng một người. Tổng số tiền Tòa án Nhân dân huyện Tùy Đức đề xuất bồi thường cho vợ chồng ông Võ là 270 triệu đồng. Cũng trong buổi xin lỗi, luật sư Lê Xuân Anh Phú, người bào chữa cho vợ chồng ông Võ cho biết, ngay sau khi nhận bào chữa thì đã thấy có dấu hiệu oan sai, tội lạm dụng, dấu hiệu là phải có sự chiếm đoạt. Nhưng đất này đã chuyển nhượng rồi, ông Võ, bà Thường không có đòi lại đất. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án quy buộc ông bà chiếm đoạt 100 triệu đồng, nhưng hai bà hàng Huệ lại không đòi lại 100 triệu đồng, mà chỉ yêu cầu thực hiện thủ tục sang tên. Với nhận thức thông thường, ai cũng biết không có dấu hiệu tội phạm ở đây. Sự việc này kéo dài đến ngày 10 tháng 10. Trong buổi thương lượng bồi thường oan sai lần thứ hai, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức đã tổ chức xin lỗi công khai, giải quyết vấn đề bồi thường cho vợ chồng ông Võ. Tại đây, ông Võ cho biết kể từ khi bị bắt giam oan đến nay đã bước sang năm thứ sáu nên đề nghị giải quyết dứt khoát. Tại buổi thương lượng, ông Võ đã phản bác nhiều nội dung trong báo cáo xác minh thiệt hại ngày 28 tháng 8 của Tòa án Nhân dân huyện Tùy Đức. Ông cho rằng, việc tòa không chấp nhận định giá tài sản và bồi thường là vi phạm luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Bởi lẽ, thiệt hại về tài sản của gia đình ông từ việc vợ chồng bị ham oan, bị bắt giam là một thực tế rõ ràng được thể hiện qua biên bản xác minh ngày 7 tháng 10 năm 2020 do Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức Lập. Bên cạnh đó, ông Võ cho rằng, việc đưa ra mức bồi thường thiệt hại về tinh thần do bị oan sai, không dựa vào điều luật của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước mà áp dụng bộ luật dân sự để tính mức bồi thường không quá 10 tháng lương cơ sở là một nhầm lẫn tai hại, gây thiệt hại nghiêm trọng cho vợ chồng ông. Tại buổi làm việc này, vợ chồng ông Võ đã giảm số tiền yêu cầu bồi thường xuống còn hơn 28,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại diện Tòa án Nhân dân huyện Tuy Đức cho rằng, các tài liệu, chứng cứ chưa đủ để đề xuất nâng mức bồi thường, giữ nguyên quan điểm bồi thường tổng cộng 270 triệu đồng cho vợ chồng ông Võ. Cũng tại buổi này, vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ đã bày tỏ về nỗi oan ức của mình trong những hệ quả mà gia đình ông đã phải chịu trong suốt những năm qua. Ông cho biết thiệt hại đối với ông và gia đình ông là rất lớn, kinh tế gia đình suy sụp, vợ ông cũng bị khủng hoảng khi sự việc xảy ra. Theo ông Nguyễn Văn Võ, trên diện tích 6 hectare đất của gia đình ông trồng rất nhiều loại cây, có giá trị kinh tế cao. Trong đó có 4.600 cây gỗ xưa đỏ trồng từ năm 2012. Khi ông bị bắt giam, vợ bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Không ai chăm sóc nên vườn cây đã chết. Gia đình ông đã cung cấp hóa đơn chứng từ mua 4.000 cây, còn 600 cây tự ươm trồng, thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Về vấn đề giám định thiệt hại, ông Võ bức xúc chia sẻ. Vào tháng 10 năm 2020, Tòa án Nhân dân huyện Tùy Đức đã có biên bản xác minh hiện trạng và xác định phần lớn vườn cây bị chết khô, chết dần. Tuy nhiên, không hiểu sao đến giờ, Tòa án Nhân dân huyện Tùy Đức lại không chấp nhận giám định thiệt hại để bồi thường cho gia đình ông. Nhìn bố mẹ mình dòng dã suốt những 3 năm nhưng vẫn chưa nhận được kết quả cuối cùng. Chị Nguyễn Thị Thi, chú tại huyện Tùy Đức, tỉnh Đắk Nông, là con gái của vợ chồng ông Thường đã bộc bạch rằng Bản thân và gia đình đang rất mệt mỏi bởi suốt 3 năm qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo đó, gia đình chị vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm yêu cầu bồi thường đúng với những thiệt hại mà bố mẹ chị đã gặp phải trong suốt những năm bị kết án oan. Sau buổi thương lượng, đại diện tòa án nhân dân huyện Tùy Đức cho rằng, yêu cầu định giá tài sản và sức khỏe đã giải quyết bằng văn bản và tranh án tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã giải quyết khiếu nại tố cáo nên không nhắc đến trong phiên thương lượng. Tòa án nhân dân huyện Tùy Đức đề xuất bồi thường cho vợ chồng ông Võ tổng số tiền hơn 398 triệu đồng, số tiền này tăng khoảng 128 triệu đồng so với trước đó. Tuy vậy, giữa hai bên vẫn không tìm được mức bồi thường chung, do đó, ông Nguyễn Văn Võ vẫn tiếp tục nộp đơn khởi kiện, yêu cầu tòa án nhân dân huyện Tùy Đức bồi thường thiệt hại do oan sai theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Về sự việc trên, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cho biết, theo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì đã hết thời hạn thương lượng bồi thường không đồng ý mở phiên thương lượng lần 3, đề nghị vợ chồng ông Võ khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu bồi thường về những cá nhân, đơn vị liên quan đến gây ra vụ kết án oan tại Đắk Nông. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông cũng đã kỷ luật cảnh cáo thượng tá Dương Thanh Quế, nguyên trưởng phòng an ninh kinh tế thuộc công an tỉnh Đắk Nông, nguyên trưởng công an huyện Tùy Đức Ông Quế bị kỷ luật do đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự dẫn đến làm oan đối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1963, và Nguyễn Thị Thường, sinh năm 1962. Mặt khác, ông Quế cũng để cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tùy Đức ký quyết định khởi tố bị can trái quy định của pháp luật, dẫn đến quá trình điều tra, truy tố và xét xử gây oan sai đối với hai vợ chồng cựu chiến binh nói trên. Đến năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Hồng Trương, sau đó ông này thôi giữ chức vụ tránh án tòa án nhân dân huyện tuy đức và đã bị điều chuyển công tác đến đơn vị khác còn thẩm phán tòa án nhân dân huyện tuy đức là ông phạm văn quân người từng cho rằng vợ chồng ông võ có dấu hiệu phạm tội cũng đã bị cảnh cáo và bố trí công tác khác